Mình biết là không chỉ mình mà vẫn còn rất nhiều bạn đang xài một con iPhone đã ra mắt từ rất lâu, đó là iPhone 11. Bây giờ thì Apple đã ra mắt tới iPhone 16 luôn rồi. Vậy thì các bạn có thắc mắc là iPhone 16 năm nay có thời lượng pin tốt hơn như thế nào so với các dòng iPhone tiền nhiệm hay không? Như là iPhone 15 nè, 14, 13, 12 hay thậm chí là con iPhone 11 luôn. Nếu có thì ngày hôm nay hãy cùng mình đến với video test pin cho các dòng iPhone đời thường từ iPhone 11, 12, 13 tới cả iPhone 16 mới nhất luôn nha. Bắt đầu thôi. Video này được lấy nguồn từ kênh TechTat, một kênh công nghệ rất uy tín nha. Chúng ta có thể dựa vào video này để kiểm chứng xem là thời lượng pin của những con iPhone dòng thường nó sẽ như thế nào ở thời điểm này nha. Như các bạn đã thấy thì chúng ta sẽ có 6 con iPhone, từ iPhone 11 nè, 12, 13 tới iPhone 14, 15 và iPhone 16 mới nhất luôn. Pin hiện tại cả 6 con đều đang là 100%, độ sáng và âm lượng đều mức khoảng gần 60%, tắt hết trung tâm các kiểu rồi. Tình trạng pin thì mấy con này cũng đang là 100% pin ha. Phiên bản iOS hiện tại đang là iOS 18. Bây giờ thì bắt đầu bài test nha các bạn. Trước khi mà tiếp tục với video này thì nếu mà các bạn muốn mua mấy con iPhone này thì có thể tham khảo tại cửa hàng Viettablet của tụi mình nha. Giá của iPhone thì vừa được giảm giá rất nhiều lần trong mấy tháng qua rồi, giá đang rất là tốt, bảo đảm là tốt nhất thị trường luôn. Bên cạnh đó còn sẽ có rất nhiều chính sách ưu đãi cho các bạn, ví dụ như là chính sách bảo hành lên tới 1 năm nè, bảo hành thì 100% với mọi lý do. Với iPhone thì sẽ được thay pin miễn phí trọn đời, đặc biệt là có hỗ trợ trả góp và trả góp online không đồng, hồ sơ thì bao độ luôn nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi tới bài test đầu tiên là xem YouTube trong 1 tiếng đồng hồ. YouTube thì bây giờ hầu như là ai cũng dùng rồi, để xem là con iPhone nào xem YouTube sẽ tốn ít pin nhất nha. Vậy là sau 1 tiếng xem YouTube liên tục thì không có gì bất ngờ khi mà iPhone 16 chỉ hao hụt có 2%, còn tới 98% pin. iPhone 15 và 14 đang ngang bằng nhau cùng là 97%, iPhone 13 96% và cuối cùng sẽ là iPhone 11 và iPhone 12. Rồi, bây giờ thì qua bài test tiếp theo nha, chơi Subway Surfer cũng trong 1 tiếng luôn. Let's go! Như vậy là sau 1 tiếng chơi Subway Surfer thì chúng ta sẽ thấy sự khác biệt rõ ràng về pin qua từng đời luôn ha. Từ iPhone 16 xuống iPhone 11 là nó giảm dần đều luôn. iPhone 16 còn 87%, 15 còn 85%, 14 còn 83%, 13 còn 82%, iPhone 11 và iPhone 12 thì đang ở đầu 7 rồi, lần lượt là 78 và 77%. Rồi, giờ thì qua bài test tiếp theo luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ thực hiện nhiều tác vụ luôn, đó là lướt web với Safari trong 30 phút và quay video liên tục trong 1 tiếng, tổng cộng là 1 tiếng 30 phút ha. Như vậy là sau 1 tiếng rưỡi thì kết quả vẫn đang là iPhone 16 cao nhất với 70% pin. iPhone 15 cũng thể hiện rất là tốt khi còn tới 66%, không còn ngang bằng với iPhone 14 nữa. 14 bây giờ thì chỉ ngang với 13 thôi, cùng đang còn 61%. Cuối cùng thì vẫn là iPhone 11 và 12 với 55 và 57%. Tính ra là sau 3 tiếng rưỡi mà hai con này vẫn còn hơn 50% thì cũng rất là ok rồi đúng không? Ra từ lâu lắm rồi mà pin của hai con này vẫn tốt như vậy. Để xem là tới bao giờ thì tụi nó mới chịu hết pin nha. Tiếp tục thì chúng ta sẽ quay lại với test YouTube nha các bạn, trong 1 tiếng đồng hồ. Một điều lưu ý với các bạn, đó là thường thì pin của mấy con iPhone phải xuống dưới 50% thì test nó mới chuẩn nhất. Chứ bây giờ các bạn có thể thấy là con này trâu hơn con kia, nhưng mà chưa chắc qua 50% nó vẫn còn như vậy đâu nha. Giờ thì chúng ta xem tiếp video nè. Đó, mình nói rồi các bạn thấy chưa, qua 50% là bắt đầu có sự thay đổi rồi nè. iPhone 14 bây giờ pin còn thấp hơn cả iPhone 13 luôn, 48 so với 51%. Mấy con kia thì vẫn chưa có gì, vẫn kết quả như cũ. Giờ thì qua bài test tiếp theo là chơi Tambourine 2, xem là có bất ngờ gì không nha. Rồi, vậy là sau 1 tiếng chơi Tambourine thì thật sự là mình phải bất ngờ trước thời lượng pin của con iPhone 16 các bạn à. Tính ra là qua 5 tiếng rưỡi rồi mà nó vẫn còn hơn 50%, pin trâu thật sự. iPhone 15 cũng rất là ok, còn tới 45%, mấy con còn lại thì sẽ tầm gần 30-36% pin. Ê mà tính ra iPhone 11 á, với iPhone 12 ra từ lâu lắm rồi mà pin lên iOS mới nhất vẫn còn trâu ha. Đâu có thua iPhone 13 với iPhone 14 nhiều đâu. Thôi, không nói nhiều nữa. Giờ thì qua bài test hỗn hợp tiếp theo nha các bạn. Đó là lướt web trong 30 phút và quay video trong 1 tiếng. Let's go! Vậy là sau 1 tiếng 30 phút và tổng cộng 7 tiếng đồng hồ thì ta có thể thấy là iPhone 11 và iPhone 12 sắp gục ngã rồi, còn có 5-6% pin thôi. Nói chung là ngang nhau. iPhone 13 và iPhone 14 cũng tương tự khi đang gần nhau là 12-14%. Giờ thì 14 hơn lại 13 rồi nè các bạn. Trâu nhất vẫn là hai con iPhone 15 và 16 mới nhất nha các bạn, vẫn đang 31-24%. Đúng là iPhone qua từng đời vẫn được nâng cấp về pin rất là ngon ha. Rồi, bây giờ thì tiếp tục xem YouTube xem là mấy con iPhone này sẽ trụ được thêm bao lâu nữa ha. Coi là iPhone 11 và 12 con nào sẽ đi trước đây. Như vậy là iPhone 11 sẽ trụ thêm được 11 phút nữa các bạn à. Tổng thời gian 7 tiếng 11 phút. Một con iPhone đã ra mắt được hơn 5 năm rồi mà pin vẫn được hơn 7 tiếng, tính ra là ok lắm đúng không các bạn? Tiếp theo sau iPhone 11 là iPhone 12 với 7 tiếng 21 phút.
iPhone 12 nhiều người chơi là pin yếu, nhưng mà nếu mà các bạn thay pin cho nó rồi cập nhật các phiên bản iOS mới tối ưu ngon thì tính ra là pin của 12 cũng khá là ok đó nha. Theo sau thì cũng đúng thứ tự luôn các bạn à, 11, 12 rồi giờ tới 13, tổng thời gian 7 tiếng 49 phút. iPhone 13 là một con iPhone rất là toàn diện mà theo mình thấy là các bạn rất nên mua ở thời điểm này. Giá cũng rẻ nữa, có hơn 10 triệu thôi, rất là dễ tiếp cận với đa số mọi người luôn. Các bạn có thể tham khảo tại đường link của Vietablet ở phía bên dưới nha. Bây giờ thì chúng ta có thể khẳng định là con iPhone đời trước sẽ có pin trâu hơn đời cao rồi các bạn à. iPhone 14 là con tiếp theo hết pin với tổng thời gian 8 tiếng 12 phút. Bây giờ thì các bạn có thể tự giải đáp câu hỏi á, là lên iPhone đời mới thì Apple có nâng cấp pin cho chúng ta hay không rồi nha. Sau 8 tiếng 44 phút thì iPhone 15 sẽ là con tiếp theo hết pin, rất là trâu luôn. Mình thấy là iPhone 15 bây giờ các bạn rất là nên mua nha. Trải nghiệm của nó rất là ngon, không hề thua kém iPhone 16 quá nhiều, pin cũng trâu nữa. Giá thì do là iPhone 16 ra rồi nên là con 15 này đang giảm rất là nhiều. Như bây giờ bản 128GB nè, máy line new có 17 triệu thôi là các bạn đã có thể mua được rồi. Rất là hợp lý để các bạn đầu tư mua luôn nha. Như vậy là sau 9 tiếng 21 phút thì con iPhone 16 mới nhất của chúng ta cũng đã chịu hết pin. Onscreen lên tới hơn 9 tiếng thì phải công nhận là Apple đã làm cho pin của iPhone 16 trâu thật sự. Các bạn muốn một con iPhone nhỏ gọn và có pin trâu nhất thì đây sẽ là sự lựa chọn không thể hợp lý hơn luôn nha. Tổng kết lại, qua video này thì chúng ta có thể kết luận rằng qua từng đời iPhone thì Apple luôn tìm cách nâng cấp dung lượng pin để chúng ta có được một thời gian sử dụng tốt hơn. Các bạn không cần phải đắn đo suy nghĩ là pin của iPhone đời mới có trâu hơn đời cũ hay không. Cứ thoải mái mà nâng cấp lên nếu mà cần pin trâu. Bên cạnh đó thì những con iPhone đã ra mắt từ lâu như là iPhone 11 và iPhone 12, nếu như mà các bạn thay pin cho nó lên 100% thì vẫn có thể đem lại cho bạn một thời lượng sử dụng đủ tốt, lên tới 7 tiếng on-screen bình thường. Phải nói là Apple tối ưu mình rất là tốt luôn nha. Và video đến đây là kết thúc rồi. Nếu mà các bạn thích xem những video như thế này thì hãy cho tụi mình một like và theo dõi kênh Vietablet nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.